Mẹ, Hùng thằng Thiết đó. Chỉ cần cô trả lời câu hỏi của tôi thì hột xoàn này sẽ thuộc về hai người. Ở đời có ai cho không ai cái gì đâu. Nếu như mà hai người không muốn tham gia thì tôi sẽ tìm người khác giải đáp thắc mắc của tôi. Ê, nè anh, mẹ tôi không tham gia thì tôi tham gia. Thuộc nhóm máu nào? Nói từng người một. Mẹ AB máu hiếm. Được rồi, chỉ cần cô tới bệnh viện hiến một chút máu để cứu người nhà của tôi thì cái này sẽ thuộc về cô. Hả? Và cái đồng hồ này cũng sẽ thuộc về cô. Mẹ, đồ thiệt xịn. Chẳng qua là tại tôi muốn cứu người cho nên tôi mới đi hiến máu, chứ không phải là tôi tham vàng tham bạc vậy của anh đâu á. Anh Quốc, tìm được người hiến máu cho My chưa? Cái gì? My? My nào vậy?